Tiếp theo, sư sư cho con hỏi thế nào gọi là tội tăng tàng. Con kính chư giảng cho con, vì một lần con thấy trường hợp một người Phật tử có bị đau đầu và được một vị sư xoa đầu để chữa bệnh. Như vậy có phải người Phật tử này cũng phạm tội không thưa sư? Nếu phạm thì làm sao để giảm tội ạ? Rồi, thứ nhất á, tăng tàng chúng ta là có 13 cái tội tăng tàng ha, 13 tội tăng tàng. Nếu mà quý vị muốn đọc cho nó kỹ á, thì quý vị vô trong đây ha, phân tích giới tỳ kheo, cái Parajika này là cái bất cộng trụ, còn ở đây là tăng tàng, đây tội tăng tàng, đây là 13 cái tội tăng tàng. Thứ nhất á, thứ nhất sư giải thích á, cái tăng tàng đó là gì? Tăng tàng á là cái tội mà chưa chết nhưng mà hấp hối, có nghĩa là chưa có đến mức là trục xuất, không còn là tỳ kheo nữa, nhưng mà cái đây là một cái tội cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng, mà vì đó phải sám hối với một hội chúng 20 vị tỳ kheo, và sau đó là vị đó sẽ biệt chúng trong khoảng tối thiểu là 7 ngày, mà nếu như giấu thêm một ngày thì cộng thêm một ngày. Ví dụ như vị đó giấu một năm thì vị đó phải cộng thêm một năm biệt chúng đó, và sau đó là vị đó phải thỉnh 20 vị tỳ kheo nữa để làm cái lễ gọi là gỡ tội cho vị đó, và sau khi gỡ tội thì vị đó trở lại trong sạch. Còn trong thời gian biệt, trong thời gian mà bị gọi là bị hành phạt á, thì vì đó bị tước hết tất cả quyền lợi của một vị tỳ kheo, như là đi thì phải đi sau cùng, ăn thì phải ăn sau cùng đó, nói chung là cái gì cũng sau cùng hết trơn á, vì đó không còn được xem, được hưởng cái đặc quyền đặc lợi như là của một vị trưởng lão, một vị thiền sư, một vị pháp sư, không còn nữa. Đó là bị hình phạt. Thì ở đây là có 13 cái tội. Thứ nhất là xuất tinh, làm cho xuất ra tinh dịch. Thứ hai là xúc chạm cơ thể người nữ. Cái thứ ba là nói thô tục. Nói thô tục có nghĩa là nói cái chuyện mà nam nữ, cái chuyện mà quan hệ tính dục của nam nữ, hoặc là nói đến những cái bộ phận kín đáo của phụ nữ. À, thứ năm là cái chuyện mai mối, cái này thì sư thấy ít người để ý nè, à, mai mối là cũng tăng tàng nha. Thứ sáu là cái chuyện làm cốc liêu mà không có hợp lệ, cái này là chuyện trong tăng sự rồi, quý vị cũng không có biết cái mấy cái này đâu. Thứ bảy là việc bị xấu xa sân hận, đó thứ thứ 10 là chia rẽ hội chúng, thứ 8, 9, 10, 11, thứ 12 là cái sự khó dạy. Khó dạy ở đây đó là nói pháp dạy mà không có nghe đó, thì nó là tăng tàng. 10 và 13 là làm hư hỏng các gia đình. Có nghĩa cái này là ít, sư phải nói là cái này là ít người quan tâm, trong khi đó cái chuyện này là cái chuyện rất là nghiêm trọng. Thế nào làm hư hỏng các gia đình? Gọi điện alo, ba khỏe không, má khỏe không, rồi hôm nay sao, khỏe không đó, có nghĩa là tiếp xúc thường xuyên với Phật tử, không có tu hành gì hết trơn, tiếp xúc thường xuyên với Phật tử, rồi bắt đầu là lấy cái thú vui của người cư sĩ là thú vui của mình đó, rồi giao tế với Phật tử suốt ngày, cứ giao tế suốt vậy đó ha, rồi bắt đầu là tặng đồ, tặng bông, tặng hoa, rồi ca múa nhảy hát đó, có nghĩa đó đi với riết, rồi làm cho cư sĩ họ không còn tôn trọng ông sư nữa đó, họ thấy là dễ thương quá đó, rồi những cái vị mà tu hành mà nghiêm túc á thì họ không ủng hộ nữa. Nhưng mà có những cái lỗi đó,
có những cái lỗi là phải có tăng sự thì mới được, mới thành ra cái tội tăng tàng nha. Có nghĩa là những cái thứ này, những cái thứ này, những cái thứ này là phải hành tăng sự, phải hành tăng sự, hành tăng sự đó. Còn những cái, có những cái lỗi đó là anh làm là anh bị liền, chứ anh không có cần phải tăng sự tuyên, chưa tăng tụng tuyên ngôn anh mới bị. Ví dụ như mai mối nè, rồi kêu gọi sự hầu hạ tình dục cho bản thân đó, rồi nói lời thô tục, rồi tiếp xúc thân thể, rồi tự xuất ra tinh dịch. Thì cái câu hỏi ở đây là cái chuyện là xoa đầu để chữa bệnh, thì cái này là thuộc về cái chuyện là tiếp xúc, tiếp xúc thân, xúc chạm thân thể người nữ. Thì một điều quý vị lưu ý nè, là cái tăng tàng đó là chỉ tính trong tỳ kheo thôi ha, chỉ có tỳ kheo mới có tội tăng tàng, sa di không có. Có nghĩa là sa di, ông sa di ông xúc chạm cơ thể người nữ, ông không có phạm tăng tàng. Tuy nhiên sư nhấn mạnh, sư nhấn mạnh và nhấn mạnh điều quan trọng phải nói ba lần, ông sa di xúc chạm cơ thể người nữ không phạm tội tăng tàng không có nghĩa là ổng được phép làm chuyện đó. Sư nói không kỹ, không rõ, không nhấn mạnh á, nhiều người họ tưởng là ông sa di ổng được phép làm. Ông sa di ổng không được phép làm, chẳng qua là nếu như ổng có làm, ổng không phạm tội tăng tàng như một vị tỳ kheo mà thôi. Còn ngoài ra đó, người hàng cư sĩ thì là không có phạm lỗi tăng tàng, cư sĩ không có phạm tội tăng tàng. Có nghĩa ông sư, một vị tỳ kheo mà có chạm vào cơ thể người nữ thì bản thân người nữ đó không phạm tội tăng tàng. Và bản thân cái chuyện mà cái điều học về cái sự xúc chạm thân thể này nè, sư phải nó có một số cái điểm lưu ý, nó có số một cái điểm lưu ý, chứ không phải là cứ đụng vô cơ thể người nữ là phạm tăng tàng nha. Thứ nhất, bị đó phải nhiễm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say đắm. Có nghĩa là vị đó chạm vào cơ thể người nữ bằng một cái tâm bị ô nhiễm bởi dục. Xin lấy ví dụ như khi mà chạm vào cơ thể người nữ, khi mà chạm vào đó, ví dụ như khi vị đó chạm vào như là, như cô nói là cạo gió xoa đầu đi ha. Thì khi mà xoa đầu như thế, nếu như mà vị đó vẫn giữ cái tâm mà tâm từ, sư lấy ví dụ thôi, vị đó rải tâm từ, hoặc là vị đó an trú trong chánh niệm, hoặc như thế nào đó, tâm vị đó không khởi dục, tâm vị đó không khởi dục khi vị đó chạm vào cơ thể người nữ, thì vị đó không phạm tăng tàng. Nhưng mà dễ gì, lý thuyết nói vậy thôi đó. Rồi còn nếu như mà trong suốt cái khoảng thời gian đó, chỉ cần trong một tích tắc, một sát na mà cái tâm dục vì đó xuất hiện là phạm tăng tàng ha. Đây, vị tỳ kheo, có là cái tội này là chỉ tính trong cái hàng tỳ kheo thôi ha. Đấy, có nghĩa là đây là tâm bị dục nhiễm chi phối, dục nhiễm chi phối. Còn chạm vào người nữ ở đây đó là phải là nữ nhân loại nha, không phải nữ dạ xoa, không phải ma nữ, không phải thú cái, không nha. Ngay cả đứa bé gái mới sinh trong ngày hôm ấy cho đến bà lão đều là người nữ, nhớ nha. Ngay cả đứa gái, bé gái mới sinh ngày hôm ấy cho đến bà lão đều được tính là người nữ. Cho nên có hôm mà sư đi khất thực á, cô có một bà mẹ, bà cúng dường xong bà nói sư xoa đầu con của con, sư thì sư nhìn thì cái đó là một em bé mới sinh, nhưng mà đó là người nữ, bé gái, cho nên là sư cũng không có đụng vào. Sư nói là sư xin lỗi, sư không có được chạm vào người nữ. Mà nhiều người nít, một con gái vẫn chạm bình thường, thì
thôi thì nếu như mà tâm vị đó không ô nhiễm dục vọng á, không có nhiễm dục á, thì vị đó không có phạm tăng tàng. Nhưng nếu như dù chỉ trong một tích tắc, trong một sát na mà vị đó khởi dục là vị đó phạm tăng tàng. Dù cho đứa đó là một em bé mới sinh, một đứa bé gái mới sinh đều phạm tăng tàng, cho đến một bà già, một bà lão hay một bà cụ mà gần đất xa trời chuẩn bị chết tới nơi rồi vẫn cứ là tăng tàng đó. Thì cứ mà xúc chạm bằng cơ thể, bằng tay, hoặc là bất kỳ một cái bộ phận nào đó thuộc về cơ thể thì đều phạm tăng tàng. Mà ở đây là phải nói Đức Phật diễn tả rất là kỹ đó. Đó, có đây quý vị đọc ha. À, sư đọc sư thấy cũng ngại quá. Đấy. Nó có một số cái ngoại lệ. Nó có một số cái ngoại lệ. Có sự hoài nghi. Có sự hoài nghi, ví dụ như một số người nữ mà y chang người nam. Nó là mình đụng vô rồi mình không biết nó phải nữ hay không ha, thì nó là thuộc trọng tội ha. Đó. Còn ngoài ra là người đây nè, có một cái nè. Người nam á thì là người nam mà khởi dục á, khởi dục mà chạm vào người nam á thì phạm tác ác. Đó. Hoài còn đó, còn người nam mà tưởng là người nữ, người nam tưởng là người nữ mà chạm vào thì phạm tác ác. Có nghĩa là lỡ mà đi Thái Lan mà gặp một cái Nguyễn Văn Tèo nào đó mà lỡ chạm vào nó, mình tưởng mình phạm tăng tàng nhưng mà hóa ra nó đưa chứng minh nhân dân, dạ không, em là Nguyễn Văn Tèo. Đấy, thì khi đó là chỉ mừng húm, chỉ phạm tác ác thôi. Nhưng mà không có nghĩa là sư nói như vậy là mấy cha là chạy qua Thái Lan mà kiếm người nghe. Đấy. Rồi tại vì nó có một số cái ngoại lệ. Chờ tí xíu. Đây. Vị có ý muốn thoát ra rồi ra sức bằng thân và biết được sự xúc chạm thì vô tội. À, có nghĩa là dù vị đó có ý muốn thoát ra đó và vị đó nỗ lực đó, thì vô tội. Dù cho vị đó có biết xúc chạm hay không biết xúc chạm, cho dù vị đó khởi dục đi nữa, nhưng mà đó vị đó muốn thoát ra, ví dụ như bà nào đó mà cô nào đó mà ôm vị đó, vị đó hết hồn, vị đó mà vùng muốn vị đó thoát ra thì vị đó vô tội, không có phạm tăng tàng ha. Ngoài ra đó vị không cố ý, ví dụ như không cố ý, tâm không ghi nhận, ví dụ như là vị đó bị đây nè bận rộn việc khác nên không biết là chạm vào người nữ, hoặc là trong lúc không biết co duỗi tay chân có sự đụng chạm thì vô tội. Ví dụ như có lần mà sư lên cầu thang á, sư lên cầu thang mà tự nhiên thì khi mà sư đưa tay đằng sau không biết bà nào đằng sau, sư quên mất tiêu bà nào sao đụng vô bà đó thì không biết, và khi đó thì vô tội, có nghĩa là mình không biết có người nữ đằng sau, mình không cố ý đó thì khi đó là vô tội ha. Vị không thích thú, không thích thú ở đây là nói các vị thánh ấy. Các vị thánh thì đương nhiên là các vị là đâu, thứ nhất là các vị không có thích thú, thứ hai là các vị không có làm chuyện đó đâu. Rồi vị bị điên rối loạn thọ khổ hành hạ thì vô tội. Vi phạm lần đầu là cái vị mà đầu tiên mà Đức Phật
chế cái điều học này nè, chứ không phải là mình nói là mình phạm lần đầu là vô tội nha, không phải, cái này không có tính mình là không có tính cái phần này nữa đó. Đó. Rồi ngoài ra đó thì còn có một cái còn một cái vấn đề nữa. Thành ra sư nói đó, làm ơn đó, quý nhất là quý bà quý cô làm ơn đừng có đụng chạm với ông sư, tội nghiệp ông sư lắm, đừng có chạm với ông sư. Và sư đi khất thực là sư lâu lâu sư vẫn đụng một vài trường hợp như vậy, có nghĩa là đó họ đặt bát xong rồi là tự nhiên họ vuốt vai ông sư, là bát xong rồi tự nhiên ông họ kéo cái y ông sư, họ đặt bát xong rồi tự nhiên ông họ đụng vô ông sư mà họ mới chịu, ngộ lắm đấy. Thì trong những trường hợp như thế đó, Đức Phật dạy hàng tỳ kheo có hai sự lựa chọn. Một, đứng yên đó, không cử động gì hết, đứng yên đó không cử động gì hết. Anh cử động là anh phạm tăng tàng, đứng yên nó không cử động gì hết. Thứ hai là né ra bung ra. Thì có những trường hợp á, những trường hợp ví dụ như họ nhào họ ôm mình á, là tự nhiên lúc đó là né ra là tốt nhất. Nhưng mà có những trường hợp mà ví dụ như một cái bà cụ già lắm, nghèo, bà đặt bát thiệt, nói nó phiền muốn chết luôn. Đặt bát xong rồi thì sư là cái tâm từ sư thương bà cụ ghê đó. À, thương đây với cái tâm từ chứ không phải là bằng cái nội tâm ô nhiễm. Đặt xong rồi đó thì bà cụ có một cái thói quen á, là bà cụ vỗ vai muốn chết vậy đó. Đó thì khi mà vỗ vai như thế á, là sư phải đứng yên sư chịu trận. Tại vì nếu mà mình bung ra đó thì bà cụ già rồi thì nhiều khi người ta không hiểu á, người ta sẽ nghĩ là mình ghê tởm, người ta già dơ bẩn nghèo đói hay sao thì người ta cũng không có hay đó. Thì riêng trong cái trường hợp hãn hữu cá biệt đó thì sư đứng yên sư chịu trận, chứ còn mà mấy cô thì làm ơn nha. Rồi. Thì cho nên là cái trường hợp này á, là người nữ thì Phật tử này thì không có phạm tội, cho nên là không cần phải làm gì hết ha.